Xin kính chào quý vị và các bạn. Những cơn mưa nhỏ sẽ còn tiếp diễn ở nhiều điểm đến của Trung Bộ vào dịp cuối tuần này và đầu tuần tới. Còn với khu vực Tây Nguyên, vẫn rét về đêm và sáng sớm. Thời tiết ở Đắk Lắk những ngày tới đây rất thuận lợi cho du khách đến ngắm nhìn những bông hoa cà phê nở trắng trên các triền đồi nương rẫy. Dự báo, từ ngày mai cho đến ngày thứ năm tuần tới, nắng từ sáng đến chiều, nhiệt độ phổ biến từ 29 đến 33 độ. Đêm và sáng nhiệt độ giảm xuống còn 20 đến 26 độ C. Với khu vực miền Trung, ngày mai tại Thanh Hóa và Vinh trời nhiều mây, không mưa và khá rét, 18 độ C. Còn từ Huế xuống đến Nha Trang trong ngày vẫn có mưa rải rác. Riêng Phan Thiết trời nắng cả ngày, nhiệt độ dao động từ 23 đến 31 độ. Phố cổ Hội An còn mưa nốt ngày mai, sau đó thì trời sẽ chuyển nắng ráo, nhiệt độ mỗi ngày một tăng dần. Đến ngày thứ ba tuần tới và ngày thứ tư tuần tới, nhiệt độ cao nhất có thể lên mức 33 đến 34 độ. Khu rừng dừa Bảy Mẫu ở xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An đã là điểm đến thu hút hàng nghìn du khách đến tham quan. Đến đây bạn sẽ được trải nghiệm ngồi thuyền thúng đi qua rặng dừa nước, được chiêm ngưỡng tiết mục múa thúng, đua thuyền và thưởng thức đặc sản của địa phương. Thủ đô Hà Nội từ ngày mai trở đi, trời sẽ ấm dần, sang tuần thì nắng xuất hiện. Ngày thứ ba tuần tới, nhiệt độ cao nhất có thể lên đến 31 độ. Nắng ấm khoảng 4 ngày, rồi đến gần cuối tuần, không khí lạnh tràn về gây mưa lạnh trở lại. Nhiệt độ hạ xuống còn 23 đến 24 độ. Những ngày này, du khách đến với thủ đô sẽ thấy mùi hương thanh khiết của những chùm hoa bưởi ở những gánh hàng hoa rong ruổi khắp các con phố. 7 ngày tới ở thành phố Hồ Chí Minh đều mang một trạng thái thời tiết là nắng nhiều và nóng. Nhiệt độ cao nhất các ngày lên khoảng 35 đến 36 độ. Với cái nóng này thì du khách nên đến các điểm tham quan trong nhà hoặc tới những ốc đảo xanh mát giữa lòng thành phố như là Thảo Cầm Viên. Với vẻ đẹp độc đáo và có giá trị lịch sử, Thảo Cầm Viên là một điểm đến không thể bỏ qua khi đến với thành phố Hồ Chí Minh vào những ngày nắng nóng. Quý vị hãy đến và khám phá thế giới thiên nhiên kỳ thú để hòa mình vào bầu không khí trong lành, lưu giữ những kỷ niệm đẹp đẽ với người thân và gia đình. Kết thúc bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số thành phố du lịch khác trên cả nước.